Vũ trụ này không chúc phúc cũng chẳng trừng phạt bạn đâu, mà vũ trụ chỉ hồi đáp cho những sóng rung động từ thái độ bạn lan tỏa. Nếu mỗi lời bạn đã nói là một lời chúc cho vũ trụ, thì liệu bạn vẫn nói điều tương tự mà bạn đã nói ngày hôm qua hay không? Suy nghĩ và lời nói của bạn chạm tới toàn bộ vũ trụ này. Cho nên hãy cẩn trọng, chỉ nghĩ và nói những gì mình muốn quay trở lại thôi. Chúng ta thấy rằng suy nghĩ được tạo ra trong suốt cả ngày. Suy nghĩ liên tục được tạo ra, chúng không bao giờ dừng, ngay cả vào ban đêm. Số lượng suy nghĩ có thể giảm đi, nhưng sẽ không bao giờ dừng. Nghĩa là mỗi giây phút trong cuộc đời, tôi đều đang tạo ra suy nghĩ mỗi giây phút. Thực thể sống này được gọi là Atma trong ngôn ngữ tâm linh, hay chúng ta còn gọi là linh hồn hoặc tâm hồn. Nó suy nghĩ liên tục, không chỉ nghĩ khi có cơ thể vật lý này, mà thậm chí sau khi rời bỏ cơ thể, linh hồn vẫn nghĩ. Khi linh hồn đi vào một bào thai, nó cũng nghĩ. Khi đứa trẻ được sinh ra, linh hồn tiếp tục suy nghĩ. Bất kể khi nào có sự hiện diện của linh hồn, nghĩa là có hiện diện của suy nghĩ. Nó vẫn có thể nghĩ sau khi chết ư? Nó là năng lượng. Hình dung linh hồn ở đây, nó đang nghĩ và tạo ra mỗi suy nghĩ. Hiện nó đang ở đây rồi ra khỏi đây, thì hoạt động suy nghĩ của nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Khi linh hồn đi vào cơ thể, những suy nghĩ mà nó tạo ra có thể bộc lộ thông qua cơ thể này. Còn khi linh hồn rời bỏ cơ thể, suy nghĩ vẫn tiếp tục được tạo ra, nhưng chúng không được bộc lộ. Hay một đứa trẻ nhỏ cũng tạo ra suy nghĩ, nhưng chúng không thể nào biểu lộ được hết. Những người đang hôn mê thì sao? Kể cả những người đang hôn mê, họ cũng tạo ra suy nghĩ, nhưng không thể nào bộc lộ. Họ không thể nói hay làm bất kể điều gì, nhưng họ vẫn tạo ra suy nghĩ. Giống như anh đã nói, nếu ai đang ở trong hôn mê, rất nhiều người thắc mắc rằng liệu họ có thể nghe được chúng ta hay không. Xin thưa rằng người đó vẫn có thể nghe được mọi thứ chúng ta nói. Anh ta có thể nắm bắt được mọi suy nghĩ của chúng ta. Đó là lý do tại sao nếu ai đó đang ở trong hôn mê, bất kể điều gì chúng ta nói với họ, nếu chúng ta nói một cách đầy yêu thương cho họ, họ đều cảm nhận. Và khi linh hồn không thể bộc lộ được, cảm nhận sẽ giống như một sự trừng phạt. Giống như khi anh muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể nói. Muốn làm điều gì đó, nhưng lại không thể làm. Giống như khi một linh hồn ở trong bào thai của bụng mẹ, nó không thể nói. Hay thậm chí một đứa trẻ sơ sinh cũng không thể nói. Mà nó chỉ có thể khóc khi đói hay bị đau. Ngay cả khóc trong khi ngủ, bởi vì nó không thể nào làm được gì khác. Đây là sự đau khổ, nên nó cứ khóc suốt cả ngày. Muốn nói, muốn bộc lộ nhưng không thể nào làm được, bởi vì những giác quan thể chất chưa trưởng thành để có thể nói hay làm. Còn trường hợp ai đó đang bị hôn mê thì lại là vấn đề giữa linh hồn và bộ não. Linh hồn tạo ra một suy nghĩ và trao tín hiệu cho bộ não, rồi bộ não đưa tín hiệu để bộc lộ thông qua cơ thể. Nhưng khi họ đang trong hôn mê, cơ thể vẫn ở đó, bộ não vẫn ở đó. Nhưng có điều, sự kết nối giữa linh hồn và bộ não bị gián đoạn. Và khi kết nối đó bị ngắt, thì toàn bộ những liên kết khác cũng bị gián đoạn. Người ta vẫn nghĩ được và cảm nhận được, nhưng không thể nào truyền thông tin tới bộ não, và dù bộ não cũng không thể ra lệnh cho cơ thể để hành động. Linh hồn mạnh mẽ đến mức nó có thể nghĩ liên tục, nhưng trong hành động, chúng ta lại không nhận thức được hoạt động này, không mấy nhận biết về những điều mình đang nghĩ hay cảm nhận. Cũng tương tự, khi linh hồn rời bỏ cơ thể, thì nó vẫn nghĩ, vẫn lan tỏa sóng rung động ra xung quanh. Và tất cả những sóng rung động chúng ta tạo ra cho linh hồn đã rời bỏ cơ thể đó đều có thể chạm đến họ. Họ nắm bắt được tất cả những sóng rung động của chúng ta. Cho nên vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải kiểm tra xem chúng ta đang tạo ra suy nghĩ gì cho những linh hồn rời bỏ cơ thể. Chúng ta thường cầu nguyện cúng bái vào lúc đó. Đúng vậy, hát hò rồi khóc lóc rất nhiều. Chúng ta mở nhạc đám ma và khóc rất nhiều. Ngoài việc khóc lóc, chúng ta còn nghĩ và nói về họ. Ôi làm sao mẹ có thể sống thiếu con, làm sao em có thể sống thiếu anh, vân vân và vân vân. Con phải quay trở về với mẹ. Em không muốn sống nữa nếu không có anh. Hãy cứ thử hình dung trong tình huống đó, cảm nhận sẽ như thế nào. Giống như khi chúng ta đã rời bỏ một nơi ở và đến một nơi mới, mà gia đình mình lại cứ tiếp tục gửi những suy nghĩ như vậy, cầu mong mình trở về. Cũng giống như chúng ta đi công tác vậy thôi, đang ở một quốc gia khác mà mẹ mình lại cứ tiếp tục gọi điện và nói mẹ không thể nào sống thiếu con, thì làm sao chúng ta có thể yên ổn mà làm việc được chứ? Mà nó cứ diễn ra liên tục, đâu chỉ một thông điệp trong ngày đâu. Họ liên tục nhận được sự đau đớn và buồn rầu từ gia đình của mình, liên tục nói về rất nhiều đau khổ, và không chỉ từ một người mà từ toàn bộ thành viên trong gia đình. Vậy nên cảm giác vô cùng ngột ngạt khó chịu đối với những linh hồn đã rời bỏ cơ thể. Nếu anh đang công tác ở Mỹ mà bị gọi về, thì ok, anh có thể về được một vài ngày phải không? Hay ít nhất anh có thể trò chuyện với họ thông qua điện thoại để có thể giải tỏa nỗi nhớ nhung của gia đình.
Mặc dù không quá ngột ngạt, nhưng anh vẫn liên tục nhận được những lời kêu gọi quay trở về, khiến anh cảm thấy bị quấy phiền, phải vậy không? Ngày nào cũng nhận được email, điện thoại với cùng một thông điệp là về đây, khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Còn trong trường hợp linh hồn đã rời bỏ cơ thể, nó không thể nào quay trở về hay nói chuyện qua điện thoại hay làm bất kể thứ gì. Khi liên tục nhận được những thông điệp cầu trở về như vậy từ toàn bộ những thành viên trong gia đình, thì linh hồn sẽ cảm thấy như thế nào? Vậy nên chúng ta cần phải hiểu được khía cạnh này. Kể cả những đứa trẻ trong bụng mẹ, chúng cũng có thể nắm bắt được suy nghĩ của những người xung quanh. Nó cũng đang lắng nghe chúng ta, có điều không thể nào bộc lộ. Cho nên cần phải chú ý đến bất kể điều gì chúng ta nói với đứa trẻ, linh hồn sẽ nắm bắt, suy nghĩ và cảm nhận. Nó cũng sẽ nghe những câu chuyện và học từ trong bụng mẹ, phải không? Đứa trẻ có thể nghe và học ngay trong bụng mẹ. Không chỉ nắm bắt suy nghĩ, mà nó còn nghĩ và cảm nhận tất cả mọi điều. Lấy một ví dụ, ai đó sắp sinh con, rồi họ lo lắng rằng đứa trẻ này sắp ra đời mà không có đủ tiền để lo cho nó. Làm sao tôi có thể chăm sóc nó đây? Và thậm chí không đủ chỗ cho nó nằm. Liệu nó sẽ là con trai hay con gái? Lỡ là con gái thì lại phải cưới cho nó ư? Nếu là con gái thì gia đình anh sẽ không chấp nhận. Nhà mình đã có hai gái rồi. Linh hồn trong bụng mẹ sẽ nắm bắt được và nghe được tất cả những điều này. Sau khi lắng nghe, linh hồn nghĩ và cảm nhận sẽ cảm thấy bị cự tuyệt. Và rồi liên tục nghĩ về điều đó, tôi sẽ trở thành một gánh nặng cho gia đình này ư? Cho nên chúng ta phải vô cùng cẩn trọng đối với điều này. Mỗi linh hồn đều có một tâm trí và nghĩ liên tục. Bất kể những gì chúng ta nói, chúng ta nghĩ đều lan tỏa, rồi trở thành vận mệnh của chúng ta. Bởi vì cùng năng lượng đó sẽ quay trở lại với chúng ta. Kể cả một đứa trẻ chưa sinh ra, nó cũng có thể tạo ra vận mệnh của mình ngay trong bụng mẹ, bởi vì nó có thể nghĩ. Vậy nên, cẩn trọng đối với những điều chúng ta trao cho nó, để rồi suy nghĩ của nó sẽ được đúng đắn ngay trong bụng mẹ. Chúng ta dành quá nhiều sự quan tâm về việc ngày nào, giờ nào nó sẽ sinh ra, tử vi của nó nên là gì sau khi sinh, tên của nó nên bắt đầu bằng chữ cái nào, nên làm gì trong nghi lễ đặt tên. Chúng ta làm tất cả những điều này để đứa trẻ được sinh ra tốt lành, để nó có một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng vận mệnh của nó không phụ thuộc chỉ vào những thứ bên ngoài đâu, mà vận mệnh của nó bắt đầu từ khoảnh khắc linh hồn nắm bắt được suy nghĩ của chúng ta, tiêu hóa suy nghĩ đó rồi tự tạo ra suy nghĩ của chính nó. Nếu chúng ta lan tỏa cho linh hồn đó những suy nghĩ tiêu cực, hoặc có thể không phải dành cho linh hồn đó, mà chúng ta chỉ đang nói chuyện về cuộc sống đầy dẫy những căng thẳng khổ đau, hay cha mẹ cãi lộn nhau trong khi mang thai, hay bất kể mâu thuẫn nào xảy ra đối với người phụ nữ đang mang thai. Ví dụ nếu có cuộc cãi lộn, thì đứa trẻ sẽ nắm bắt được điều gì? Rằng hai người sắp trở thành cha mẹ của tôi lại cãi lộn nhau. Đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh đó, nó sẽ có tính cách quậy phá khi lớn lên. Như vậy, chúng ta không thể nào trách nó được. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Nếu chúng ta nói rằng căng thẳng và tức giận là tự nhiên, thì rồi khi linh hồn tái kiếp vào gia đình đó, nó sẽ nắm bắt được tất cả mọi suy nghĩ, rồi tạo ra những suy nghĩ có chất lượng tương tự. Rồi sau đó, linh hồn tạo ra suy nghĩ và tạo ra vận mệnh của chính mình. Vậy nên cha mẹ hay bất kể ai xung quanh đứa trẻ cần phải nhớ một điều rằng động cơ của họ là tốt cho đứa trẻ, để nó có một cuộc đời hoàn hảo. Nếu các bạn muốn nó có một vận mệnh tốt, thì suy nghĩ của nó cần phải tốt trước tiên. Nếu các bạn muốn suy nghĩ của đứa trẻ được tốt, thì các bạn cần phải gửi những sóng rung động và suy nghĩ đúng đắn ngay từ thời điểm nó đi vào bụng mẹ. Và sau khi đứa trẻ được sinh ra, chúng ta vẫn tiếp tục cần phải dạy nó cách để suy nghĩ đúng đắn. Nếu nó không được dạy dỗ suy nghĩ một cách đúng đắn, thì rồi ngày giờ sinh ra hay chữ cái trong tên gọi, tất cả đều vô dụng. Vậy nên có câu nói vô cùng mạnh mẽ rằng vũ trụ này không chúc phúc cũng không nguyền rủa bạn. Khi chúng ta nói một đứa trẻ được sinh ra không đúng thời điểm, có nghĩa là chúng ta đang đổ thừa cho vũ trụ. Chúng ta cũng hay thường nói rằng thiên nhiên trừng phạt con người hay thượng đế trừng phạt chúng ta. Không có chuyện như vậy đâu. Chúng ta chỉ đang nhận được những gì mà trước đó chúng ta đã lan tỏa. Như vậy, ai là người có mọi sức mạnh đây? Chính là tôi. Đúng vậy, mỗi suy nghĩ tôi tạo ra trong ngày, thì tôi là người đầu tiên cảm nhận được. Rồi nó lan tỏa từ tôi ra xung quanh, ra vũ trụ. Rồi tôi nhận lại rồi đáp từ bất kể những suy nghĩ nào mình đã lan tỏa. Suy nghĩ tạo ra vận mệnh. Hành động của chúng ta thế nào thì vận mệnh của chúng ta như vậy. Trong hiểu biết tâm linh đúng đắn, thì suy nghĩ là hành động tinh tế đầu tiên của chúng ta. Bây giờ chúng ta cần phải thay đổi chất lượng của suy nghĩ.